Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 10 tháng 9, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, theo Mark Rumors thì phần lớn những gì được tìm thấy trong ghi chú mới của ông Ming Chi-kuo là những thông tin chúng ta đã thấy trước đây về thế hệ iPhone 11. Nổi bật trong số những tin tức mới có thể kể đến là thế hệ iPhone 2019 sẽ không hỗ trợ tính năng sạc ngược không dây nhưng được tặng kèm củ sạc 18W. Cụ thể, đây là một loạt các thông tin được chia sẻ trong báo cáo. Ví dụ như là iPhone mới sẽ không có hỗ trợ bút Apple Pencil, sẽ tiếp tục sử dụng cổng sạc Lightning chứ không phải là USB Type-C. Bộ đôi iPhone OLED 5,8 inch và 6,5 inch sẽ xuất xưởng với adapter sạc USB Type-C với công suất là 18W. Còn với iPhone, màn hình LCD 6,1 inch sẽ chỉ được tặng kèm củ sạc 5W trong hộp đựng. iPhone mới có thể không hỗ trợ tính năng sạc ngược không dây vì hiệu quả sạc có thể không đáp ứng yêu cầu của Apple. Cùng với đó là thiết kế và phần notch ở mặt trước của iPhone 2019 sẽ không thay đổi. Mẫu máy kế nhiệm iPhone XR sẽ có tùy chọn màu sắc mới mẻ hơn. Và hai phiên bản iPhone màn hình 5,8 và 6,5 inch sẽ có 3 camera ở phía sau. Tất cả 3 iPhone mới đều hỗ trợ kết nối băng rộng cho mục đích theo dõi đối tượng và điều hướng trong nhà. Nhìn chung thì hỗ trợ kết nối băng thông rộng có lẽ là một trong những thay đổi thú vị nhất. Đây là công nghệ vô tuyến công suất thấp, tầm ngắn, có khả năng định vị trong nhà chính xác hơn kết nối Bluetooth LE và Wi-Fi. Thực tế thế nào thì có lẽ tại sự kiện Apple chúng ta sẽ rõ vào đêm nay. Kể từ quý 3 năm 2018 thì đã có gần 96% tổng số Nokia smartphone được bán ra chạy Android Pie hoặc được cập nhật hệ điều hành này. Đây là bàn đạp vững chắc giúp Nokia smartphone đưa tên mình vào vị trí hạng nhất trong bảng xếp hạng toàn cầu cho việc cập nhật nhanh chóng hệ điều hành mới và bảo mật cho smartphone. Con số này dựa theo nghiên cứu mới nhất của Counterpoint Research, nỗ lực giành được vị trí hạng nhất trong bảng xếp hạng toàn cầu chính là nhờ vào thời gian cập nhật nhanh nhất hệ điều hành và bảo mật cho người dùng so với các đối thủ để mang đến trải nghiệm sớm nhất cho người dùng với các tính năng mới đến từ Google. Thêm vào đó thì thương hiệu Nokia được xem là đơn vị có tỷ lệ thiết bị nâng cấp nhiều nhất bởi đơn vị này luôn cố gắng nâng cấp hệ điều hành cho tổng số Nokia smartphone chứ không phải phân biệt smartphone tầm trung hay là tầm thấp. Chính vì thế mà mọi người dùng của Nokia smartphone đều có cơ hội trải nghiệm hệ điều hành mới. Đánh giá về hiệu suất của các hãng điện thoại thì ông Taran Patak, phó giám đốc nhấn mạnh trong top 10 nhà sản xuất smartphone hàng đầu thì 96% tổng số Nokia smartphone được bán ra chạy trên Android Pie và được cập nhật từ hệ điều hành này từ quý 3 năm 2018. Samsung theo sát Nokia smartphone với 89% và Xiaomi là với 84%. Thương hiệu Xiaomi thì rất giỏi trong việc ra mắt các smartphone tầm trung và được cập nhật hệ điều hành Android mới nhất. Vivo mới đây đã đăng tải video quảng cáo cho thấy các tính năng chính của chiếc Vivo Nex 3 bao gồm màn hình thác nước không giới hạn, camera AI với độ phân giải 64MP, camera selfie pop-up 5G, v.v. Được biết là Vivo Nex 3 sẽ được trang bị màn hình thác nước là 6,89 inch, được vắt cong mạnh sang hai bên cùng phần cầm có kích thước khá mỏng với độ phân giải là Full HD+ và chiếm tới 99,6% diện tích mặt trước. Ngoài ra thì cụm 3 camera chính của máy sẽ được lấy cảm hứng từ thiết kế của những chiếc đồng hồ thời trang. Bên trong thì sức mạnh xử lý của máy được cung cấp bởi con chip Snapdragon 855 Plus đi kèm với hệ thống 3 camera sau là 64, 13 và 13 MP cùng với máy ảnh chiếc pop-up 16MP và dung lượng pin là 4.500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 44W. Ngoài ra thì Vivo Nex 3 còn áp dụng bộ khung nguyên khối, sử dụng quy trình đúc để loại bỏ các nút vật lý như là nguồn hay là âm lượng. Thay vào đó, điện thoại này sẽ dùng các nút cảm ứng và cung cấp phản hồi rung khi chạm vào. Như vậy, nếu không có gì thay đổi thì đây sẽ là smartphone đầu tiên trên thế giới sử dụng loại màn hình dạng thác nước mới cho tỷ lệ hiển thị so với thân máy rất ấn tượng. Dự kiến là Nex 3 sẽ được ra mắt vào ngày 16 tháng 9 tới đây tại Trung Quốc. Hiện thì vẫn chưa rõ là Vivo có phân phối thiết bị này ra các thị trường khác hay không. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.